Xin chào các bạn, để giúp các bạn học văn hiệu quả hơn và đạt điểm cao trong kỳ thi sắp tới, hôm nay chương trình học văn cùng học mãi số thứ 3 sẽ chia sẻ với các bạn về chủ đề 4 sai lầm cần tránh khi làm bài văn nghị luận văn học. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết sau đây.